thẩm vấn vụ khử Dung Hà, Hưng Phi Nhon, Trương Xuân và Hải Bánh khai gì trước tòa. Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng, phiên xử 5 cam và đồng bọn, được bắt đầu với việc cách ly 5 cam và Hải Bánh. Nguyễn Việt Hưng, kẻ trực tiếp nã đạn vào đầu Dung Hà, đã khai nhận lại toàn bộ diễn biến vụ giết người ở 17 Bùi Thị Xuân, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng Nguyễn Xuân Trường thì một mực phủ nhận tất cả các lời thú tội trước đây tại cơ quan điều tra. Theo cơ quan điều tra, hai kẻ trực tiếp đi giết Dung Hà là Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Xuân Trường. Các bằng chứng rõ ràng đã khiến Nguyễn Việt Hưng, Hưng Chùa biết phận nên khai báo khá thành khẩn. Với trình độ văn hóa 10 trên 12, bị cáo 29 tuổi này khai vành vách những chi tiết diễn ra trong 3 ngày, 29 tháng 9, 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10, đêm Dung Hà bị bắn chết. Lời khai của Nguyễn Việt Hưng, tức Hưng Phi Nhon Mối quan hệ giữa Hải Bánh và Hưng Chùa được thiết lập từ năm 1992. Khi đó Hưng đã nghe danh anh Hải trong giới giang hồ đất Bắc. Tháng 12 năm 1999, Hưng vào Sài Gòn thuê nhà ở chung với Nguyễn Thế Phát, đối tượng liên quan đến vụ án đang bị truy nã tại đường Nguyễn Thiện Thuật. Sau đó Nguyễn Xuân Trường vào thành phố Hồ Chí Minh cũng cư ngụ tại địa điểm này. Đêm ngày 29 tháng 9 năm 2000, sau khi Dung Hà dẫn đàn em vào quậy phá lần thứ hai tại vũ trường phi thuyền, nơi Hải Bọc kê, Hải đã gọi Hưng và Trường đến quán ăn Tân Hải Vân ngồi, sau đó cả bọn kéo nhau đi tìm Dung Hà để thanh toán. Trên xe, hai bánh rút ra hai khẩu chó lửa, một khẩu rulo đưa cho trường, một khẩu hải giữ. Tuy nhiên đêm đó cả bọn không kiếm được dùng hà nên đánh chia tay. Đêm ngày 30 tháng 9 cả bọn kéo nhau đến nhà hải một lần nữa. Sau đó trường chở hải đến nhà Tống Viết Hòa, chủ vũ trường phi thuyền để hải gian xếp với Hòa. Chiều tối ngày 1 tháng 10 năm 2000, Hưng và Trường kéo nhau đến tiệm gội đầu của Hải Bánh tại 21 Thủ Khoa Huân. Tại đây Hải đã dẫn Hưng lên gác, hướng dẫn Hưng cách sử dụng khẩu rulo và giao cho Hưng giữ. Sau khi ăn cơm xong, cả bọn kéo lên phi thuyền. Khoảng 12 giờ đêm ngày 1 tháng 10 năm 2000, Hưng và Trường chở nhau rời khỏi phi thuyền trên chiếc xe Spacey mượn của anh Thư, đồng thời Trường mượn thêm một chiếc điện thoại di động của Lê Duy Long. Sau khi kéo nhau đến phố Nguyễn Du, phát hiện thấy Dung Hà đang ngồi trước cửa nhà. Trường đã chở Hưng đi quá một đoạn, sau đó dừng xe để Hưng quay lại hạ sát Vũ Hoàng Dung. Theo lời khai của bị cáo này, Hải Bánh đã nhờ Hưng thanh toán Dung Hà. Y nói bị cáo chỉ xem hải bánh như anh, vì một phút giây không suy nghĩ nên đã sai lầm. Về chi tiết trường dành hàng nóng của Hưng, ngay góc đường Bùi Thị Xuân, cách mạng tháng 8 khi thấy Dung Hà ngồi uống nước cùng ba người phụ nữ khác. Trường có nói với Hưng là, đưa chó lửa cho tao, nhưng Hưng không chịu. Hưng khai mình đã nói rằng, vì mày đã có vợ con rồi nên để tao. Tuy nhiên, khi đại diện viện kiểm sát truy hỏi Hưng về việc có biết năm cam hay không, bị cáo nói rằng chỉ nghe tên sau khi đọc báo, và chỉ khi bị bắt mới biết được sau lưng hải bánh còn có ông trùm này. Lời khai của Nguyễn Xuân Trường, tức Trường Xoan. Theo cáo trạng, Trường và Hưng cùng được đàn anh hải bánh nhờ sử dụng hà. Tại bút lục số 530, các bị cáo khai đêm ngày 30 tháng 9 năm 2000, tại nhà nghỉ ở đường Nguyễn Thiện Thuật, Trường nói với Hưng, anh Hải nhờ tôi và ông bắn dung hà. Hưng hỏi, ý ông thế nào? Trường nói, việc này anh Hải chỉ nói có ông và tôi biết, anh Hải nhờ thì phải làm thôi. Tuy nhiên, nhỏ nhẹ ngoan ngoãn nhưng rất lì lợm. Trường xin phép trình bày lại toàn bộ nội dung sự việc. Theo lời trường thì toàn bộ diễn biến ngày hôm đó, mùng 1 tháng 10 năm 2000, hoàn toàn chỉ là do tình cờ phát hiện Dung Hà nên mới bắn. Còn thực chất trường cũng không biết Dung Hà là ai, chỉ một lần tình cờ được xem ảnh Dung treo tại cửa hàng của Hải. Trường phủ nhận các lời khai trên, bị cáo khẳng định mình và Hưng cùng Hải Bánh không hề bàn bạc trước. Và đêm mùng 1 tháng 10, một ngày trước khi xảy ra án mạng, cũng không nghe Hải nói phải thịt con này thôi như lời hưng khai, mà chỉ là phải phang nó thôi. Hội đồng xét xử hỏi ai là kẻ chủ mưu, ra lệnh hay gợi ý nhờ vả giết Dung Hà. Trường đều trả lời chỉ có hải bánh gợi ý, chứ không nói rõ giết mà trường tự hiểu. Trường khai trước tòa, khi nhìn thấy ảnh Dung Hà một lần và chỉ thoáng qua, đại diện viện kiểm sát nhân dân khẳng định nếu chỉ nhìn thoáng qua trong điều kiện ánh sáng ban đêm, khoảng cách từ 3 đến 4 mét, khi bị cáo đang di chuyển và Dung Hà ngồi lẫn vào trong đám đông, liệu bị cáo có nhớ nổi mặt dung hà mà nhận diện không chi tiết chỉ tình cờ nhìn thấy ảnh dung hà của trường cũng bị bác bỏ khi tòa triệu tập anh thư và thư khẳng định mình làm nhân viên trong tiệm gội đầu của hải bánh nhưng chưa bao giờ thấy hải treo ảnh dung hà trong tiệm bao giờ theo nguyễn xuân trường việc thay đổi lời khai hôm nay là vì tại cơ quan điều tra bị cáo đang ốm quá hoảng sợ nên đã khai chưa đúng đại diện viện kiểm sát căn vặn khi hỏi cung trường có khỏe không có tỉnh táo không trường trả lời rất khỏe viện kiểm sát Vậy bị cáo không thể lấy lý do bị bệnh để phủ nhận những lời khai trong những lần đi cùng trước đó. Và khi khai báo trước cơ quan điều tra thì trường khai nhiều hơn là được hỏi. Về việc này, chủ tọa phiên tòa Bùi Hoàng Danh cho rằng tại cơ quan điều tra, trường khỏe mạnh bình thường nhận thức được hành vi của mình. Điều này thể hiện ở việc sau khi năm ca bị bắt đầu năm 2002, trường mới tự nguyện ra đầu thú với lý do ăn năn hối cải. Tuy nhiên, để kết luận lời khai của bị cáo trước tòa là đúng hay sai thì sẽ còn phải đối chiếu với lời khai của các bị cáo khác cũng như nhiều nhân chứng. Lời khai của Lưu Tấn Nhơn và Anh Thư Tại tòa, Nhơn khai khẩu rulo mà Hưng dùng trước đó gây án là của bị cáo, cho Hải bánh mượn trước đó. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định không hề biết Hải bánh mượn vũ khí làm gì cũng như không biết hành vi sau đó của Hưng, trường. Phải sau đó vài tuần, Nhơn mới biết vụ việc, vì Hải nói rằng đã sử dụng khẩu rulo đó để bắn Dung Hà. Bị cáo được đưa ra xét hỏi sau cùng là Nguyễn Thị Anh Thư, bạn gái của Hải Bánh. Thư là người cho Hải mượn chiếc xe Spacey để Hưng và Trường đèo nhau đi gây án. Bằng một giọng run run, mắt ướt ướt như muốn khóc, Thư khai rằng tôi hoàn toàn không nghe, không biết gì về việc của anh Hải và những người khác. Chỉ đến khi cơ quan điều tra mời tôi lên hỏi thì mới biết mình có liên quan vì đã cho mượn xe máy. Đối chất giữa Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Hải tập trung xét hỏi về việc Nguyễn Xuân Trường có một lời khai rằng Tống Viết Hòa chính là chủ mưu giết Dung Hà. Theo đó, vào đêm trước ngày xảy ra vụ án, Trường khai có cùng anh Hải đến nhà Tống Viết Hòa. Nghe Tống Viết Hòa kêu anh Hải phải giải quyết vụ Dung Hà quậy phá vũ trường phi thuyền. Tại phiên tòa sơ thẩm, Trường khai rất chi tiết về cuộc gặp này. Trong đó có việc Hải móc chó lửa trong người già đặt lên bàn để khoe bảo Tống Viết Hòa an tâm đi, mọi việc có Hải lo. Tòa cho gọi phạm nhân Nguyễn Tuấn Hải đang ở phòng cách ly vào. Hải khai rằng đến nhà Tống Viết Hòa khoảng 22 giờ, mục đích là nhờ lo dùng giấy phép kinh doanh. Tòa hỏi, sao xin giấy phép kinh doanh mà lại phải đến nhà lúc đêm hôm? Hải cãi, lúc đó mới 9 10 giờ. Tòa lại hỏi, tại sao Phạm Nhân và anh Tống Viết Hòa vẫn thường xuyên liên lạc bằng điện thoại, cần gì mà phải đến gặp trực tiếp? Nguyễn Tuấn Hải không trả lời thẳng, chỉ nói không dám khai gian dối. Tòa cho gọi Nguyễn Xuân Trường lên đối chất, đứng cạnh nhau trước vành móng ngựa. Trường và Hải mỗi người đều giữ lời khai của mình. Cuối cùng, khi tòa hỏi Nguyễn Tuấn Hải có trao đổi gì với Tống Viết Hòa về việc Dung Hà không, Hải thừa nhận mình có nói với Tống Viết Hòa là vụ Dung Hà để em xem. Hải còn khai Tống Viết Hòa có nói Hải quen Dung Hà thì nhờ nói dùm Dung Hà đừng quậy phá vũ trường vi tuyển nữa. Trương Văn Cam không phải chủ mưu Trương Văn Cam kháng cáo ở 3 điểm, bị cáo không phải là người chủ mưu giết Dung Hà, xin cứu xét về phần tội đưa hối lộ để xong bạc ở quận 8 hoạt động, xin xem xét cho lại gia đình, phần tài sản do bị cáo đã làm ăn chân chính mà có. Trong phần xét hỏi, tòa mới chỉ hỏi chung quanh những mối quan hệ giữa Nam Cam và hai tay giang hồ khét tiếng của Hà Nội và Hải Phòng, theo như lời khai của Nam Cam là Sơn Bạch Tạng và Dung Hà. Nam Cam khai việc gian xếp cho hai người này hòa giải nhau, không phải là vì bị cáo là đàn anh như lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, mà vì bị cáo lớn tuổi hơn, được họ coi như anh. Cưu mang Sơn Bạch Tạng và Dung Hà khi hai đối tượng này vào thành phố Hồ Chí Minh. Tòa cũng đã hỏi về những hành vi của Dung Hà như vẫn mở sòng bạc dù Nam Cam không đồng ý cho người quậy phá sòng bạc ở Đồng Nai, quậy phá vũ trường Monaco, vũ trường phi thuyền vân vân. Dù tòa chưa hỏi gì về vai trò của Nam Cam, song Nam Cam đã mấy lần giải thích bị cáo không phải là chủ mưu giết cô Dung Hà. Nguyễn Việt Hưng không phải sát thủ chuyên nghiệp. Buổi sáng Nguyễn Việt Hưng, người trực tiếp bắn vào đầu Vũ Hoàng Dung tức Dung Hà, bị cấp sơ thẩm kết án tử hình, đã trình bày kháng cáo có nội dung xin giảm án vì cho rằng bị cáo đã thành khẩn nhận tội, khai hết sự thật. Trong kháng cáo, Hưng cũng cho rằng mình không phải sát thủ chuyên nghiệp. Chủ tọa hỏi, vậy giữa bị cáo và Dung Hà có mâu thuẫn gì không mà bị cáo phải giết? Bằng một giọng tỉnh rụi, Hưng giải thích việc cầm chó lửa bắn vào đầu Dung Hà. Anh Hải nhờ trường với bị cáo làm. Nghe anh Hải nói Dung Hà quậy phá, bị cáo bất bình nên nhận lời. Chủ tọa, bị cáo với Dung Hà không quen biết. Nếu Dung Hà có quậy phá cũng là chuyện của Dung Hà, liên quan gì đến bị cáo? Có phải vì tiền mà bị cáo giết người? Hưng lắc đầu cãi, không phải. Chủ tọa thẩm vấn Hưng về mối quan hệ với Hải Bánh. Hưng nói quen Hải từ Hà Nội khi còn là học sinh. Biết rõ Hải Bánh là một tay giang hồ từng vào tù ra tội. Nguyễn Việt Hưng cũng cho biết không hề quen biết Nam Cam hay Tống Viết Hòa, chủ vũ trường phi thuyền. Hội đồng xét xử hỏi Hưng có biết Tống Viết Hòa là ai không? Hưng trả lời là có nghe nói là chủ vũ trường phi thuyền. Hưng thừa nhận nhiều lần cùng Hải Bánh đến vũ trường phi thuyền chơi, uống nước, biết chiếc xe ô tô mà cả bọn sử dụng để đi tìm Dung Hà vào đêm 29 tháng 9 năm 2000 là lấy tại vũ trường phi thuyền. Buổi tối trước khi đi bắn Dung Hà, Hai Bánh rủ Hưng và Trường đến nhà Tống Viết Hòa, nhưng Hưng cáo mệt. Hai Bánh và Trường đi với nhau. Chủ tọa hỏi, có biết Hải Bánh đến gặp Tống Viết Hòa làm gì? Hưng đáp, bị cáo không biết, nhưng đoán rằng Hải đến để nói chuyện về việc Dung Hà quậy phá ở phi thuyền. Hội đồng xét xử hỏi về lời khai của Nguyễn Việt Hưng tại cơ quan điều tra, cho rằng biết vụ giết Dung Hà là do sự sắp xếp của các tay anh chị. Vậy những anh chị này là ai? Hưng trả lời, Bị cáo không biết, chỉ biết mỗi anh Hải. Chủ tọa hỏi tiếp, tại sao tại cơ quan điều tra bị cáo lại khai như vậy? Bí quá hưng đáp, do cán bộ điều tra viết như thế, bị cáo cũng chỉ nghe nói. Thẩm phán Huỳnh Lộc Thành hỏi, thế còn vũ khí? Hưng đáp, anh Hải biểu bị cáo lên gác, lấy ra một khẩu chó lửa, lắp đạn cho bị cáo xem, rồi nói chỉ cần bóp cò là được. Thẩm phán Thành, bị cáo trả lời đi, ai đã trả tiền cho bị cáo giết Dung Hà? Hưng vẫn đáp không nhận tiền của ai. Hội đồng xét xử cũng thẩm vấn Lê Duy Long, còn gọi là Long Tây, án sơ thẩm tuyên 6 năm tù, theo yêu cầu kháng cáo của Long là xin xem xét lại tội không tố giác tội phạm. Lúc đầu Long khai không biết việc Hải Bánh, Việt Hưng và Nguyễn Xuân Trường bàn bạc để giết Dung Hà. Chủ tọa đã thẩm vấn toàn bộ các tình tiết như chính Long Tây là người lái xe chở cả bọn đi tìm Dung Hà trong đêm 29 tháng 9, nghe rõ các cuộc đối thoại giữa Hải, Hưng và Trường trên xe. Long ngồi cùng bàn với Trường và Hưng tại phi thuyền tối ngày 1 tháng 10. Hải Bánh đã lấy điện thoại di động của Long để đưa cho Hưng sử dụng khi bắn Dung Hà, vân vân. Chủ tọa cũng công bố lời khai của Hải cho biết khi Hưng và Trường bắn Dung Hà xong thì Hải có nói cho Long biết. Lê Duy Long phủ nhận, không có chuyện Hải nói cho bị cáo biết Trường và Hưng bắn Dung Hà. Hội đồng xét xử, tại sao tại cơ quan điều tra, bị cáo nhận có biết việc Hải, Hưng và Trường chuẩn bị và giết Dung Hà, sao không tố cáo? Long trả lời, bị cáo chỉ nghi ngờ và đoán như vậy thôi, không có chứng cứ gì. Bị cáo nghĩ, việc của ai, người đấy làm. Chủ tọa hỏi: "Vậy bị cáo có thấy oan không?" Long đáp: "Không, chỉ xin giảm án." Hội đồng xét xử cũng hỏi về hai khẩu chó lửa của Hải Bánh, Lê Duy Long thừa nhận một lần nhìn thấy một khẩu côn cất ở giá để quần áo của Hải trên gác, một lần khác cùng với Hải Bánh đi ăn phở ở góc chợ bến thành với tống viết hòa, Long nhìn thấy Hải móc khẩu chó lửa ra rồi dắt xuống chân. Trên đây là video thẩm vấn vụ Khởi Dung Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nếu thấy hay hãy subscribe like và share để ủng hộ ov đại bảng có thêm động lực ra nhiều clip hay phục vụ quý vị xin chào và hẹn gặp lại